Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do bản biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, các ngân hàng mở cửa trễ và vào cuối tuần, đó là điều hầu như chưa bao giờ nghe thấy tại Anh Quốc. Nhưng tình trạng này không phải là tình trạng bình thường. 1.200 chi nhánh của tập đoàn ngân hàng NatWest, RBS và Ulster đã gia tăng giờ mở cửa để đối phó với sự tồn động của các khiếu nại và các vấn đề. Một khách hàng cho biết cô vừa mới kết hôn và tìm cách thay đổi tên nhưng đã bỏ ý định sau 3 lần nhìn thấy hàng dài người đứng chờ tại các chi nhánh. Một khách hàng khác cho biết ông đã không thể trả được các hóa đơn vì hệ thống trả tiền của ngân hàng có vấn đề. Việc thực hiện cập nhật phần mềm định kỳ vào thứ Ba vừa qua đã làm cho hệ thống thanh toán của ngân hàng NatWest có vấn đề. Ngân hàng đã nhanh chóng giải quyết các giao dịch tồn động nhưng vấn đề đã kéo dài gần một tuần. Điều này làm cho một số các khách hàng không thể rút tiền của mình hoặc trong một số trường hợp hoàn tất các giao dịch kinh doanh. Ngân hàng RBS đã bị buộc phải xóa bỏ tất cả các lệ phí thấu chi trên các tài khoản. Ngân hàng này cũng phải trả hàng triệu bảng Anh cho giờ làm thêm của hàng ngàn nhân viên và có thể phải đối mặt với những yêu cầu đòi bồi thường từ các khách hàng của các ngân hàng khác. Giám đốc điều hành của tập đoàn, ông Stephen Hester, đã xin lỗi các khách hàng và cho biết ngân hàng đang làm việc không ngừng để giải quyết công việc tồn động và sau này sẽ cố gắng không để xảy ra vấn đề tương tự. Tập đoàn ngân hàng này đã thuộc sở hữu của những người nộp thuế kể từ khi được giải cứu trong năm 2008. Tập đoàn có gần 17 triệu khách hàng. RBS khẳng định họ đã đạt được những tiến bộ và dịch vụ bình thường sẽ sớm trở lại. Công ty dịch vụ đầu tư Moody's trong chiều ngày thứ Hai đã hạ cấp nợ dài hạn, mức xếp hạng tiền gửi của 28 ngân hàng Tây Ban Nha và hai công ty phát hành mức xếp hạng ngay sau khi cắt giảm mức đánh giá của trái phiếu của Tây Ban Nha vào đầu tháng này. Moody's cho biết trong một tuyên bố là bởi vì các ngân hàng có một số liên kết với trái phiếu của chính phủ nên khi mức đánh giá tín dụng của Tây Ban Nha bị giảm thì mức đánh giá tín dụng của các ngân hàng Tây Ban Nha cũng bị suy yếu theo. Ngân hàng Banco Santander đã bị hạ cấp mức đánh giá dài hạn. Tuy nhiên, Moody's cho biết thêm rằng sự đánh giá đang được xem xét và có thể bị cắt giảm thêm. Điều này có nghĩa là sắp tới, các ngân hàng lớn của khu vực đồng Euro có thể sẽ bị cắt giảm mức xếp hạng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, mức đánh giá tín dụng của ngân hàng Santander vẫn còn cao hơn mức đánh giá tín dụng của quốc gia một nấc bởi nhờ sự đa dạng địa lý của ngân hàng và được cho là có khả năng quản lý số nợ của quốc gia mà ngân hàng này đang nắm giữ. Tín dụng của ngân hàng Bankia là ngân hàng đã yêu cầu gói cứu trợ vào hồi tháng trước cũng đã bị hạ xuống đến mức đánh giá nhiều rủi ro. Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức yêu cầu sự trợ giúp của châu Âu cho các ngân hàng mắc nợ của mình. Tuy nhiên, sự thiếu các chi tiết đã làm cho các nhà đầu tư nghi ngờ về lĩnh vực tài chính của Tây Ban Nha. Các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng Euro đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ, sẽ gặp nhiều khó khăn để thoát ra khỏi suy thoái, trừ khi các vấn đề ngân hàng được giải quyết. Moody's trước đó vào tháng 5 đã xuống cấp 16 ngân hàng của Tây Ban Nha. Các ngân hàng của Tây Ban Nha đang bị ngập trong các khoản nợ xấu sau khi thị trường bất động sản tại nước này bị sụp đổ. Hôm thứ Ba, vài giờ trước khi các bộ trưởng tài chính của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng Euro gặp nhau trong một cuộc họp bất thường, Chủ tịch của Ủy ban châu Âu, ông José Manuel Barroso đã tuyên bố cải cách sâu rộng là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu. Trong ngày thứ Hai, Cyprus đã trở thành quốc gia thứ 5 trong khu vực đồng tiền chung châu Âu yêu cầu được bảo lãnh tài chính. Các bộ trưởng Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã gặp nhau tại Paris để thảo luận về cách quản lý cuộc khủng hoảng trong ngắn hạn và về những đề xuất cho việc hội nhập tài chính và ngân hàng chặt chẽ hơn. Cuộc họp được tổ chức để họ có thể tìm cách thu hẹp sự khác biệt về tương lai của khu vực tiền tệ trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu bắt đầu vào thứ Năm. Thị trường tài chính đang bấp bênh và áp lực quốc tế đòi hỏi có hành động giải quyết đang tăng lên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso nhấn mạnh,
Cuộc khủng hoảng này là mối đe dọa lớn nhất đối với Liên minh châu Âu. Đối mặt với thực tế khắc nghiệt này, các giới chức không thể đứng yên. Một bước nhảy xa về phía trước rất là cần thiết. Thực hiện các cải cách sâu rộng không phải là đơn giản và đòi hỏi phải có tham vọng, tầm nhìn và quyết tâm. Ông Barroso cho rằng hội nhập chặt chẽ hơn về tài chính là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông nói thêm, khu vực đồng euro đã rơi vào một vòng luẩn quẩn. Qua đó, việc sử dụng công quỹ để cứu các ngân hàng làm cho tình hình tài chính quốc gia suy yếu hơn, trong khi sự lo sợ rủi ro ngày càng tăng làm cho các ngân hàng ngưng cho các doanh nghiệp vay mượn, làm cho nền kinh tế và lĩnh vực ngân hàng không thể tăng trưởng. Điều này tiếp tục làm suy yếu tình hình tài chính của quốc gia. Để phá vỡ chu kỳ tiêu cực này, châu Âu cần phải thiết lập một khuôn khổ tài chính mạnh mẽ và thích hợp. Ông Barroso cũng đã nói, để có một liên minh kinh tế và tiền tệ thật sự thì cần có một liên minh ngân hàng, một liên minh tài chính và các bước tiếp theo hướng tới một liên minh chính trị. Ông Barroso cho rằng hệ thống toàn cầu đang rất cần các giải pháp cụ thể để bảo đảm sự ổn định tài chính và kinh tế trên toàn thế giới. Một báo cáo được chuẩn bị bởi 4 giới chức hàng đầu của Liên minh châu Âu cho thấy khu vực đồng euro có thể tạo ra một bộ tài chính cho đồng tiền chung và cùng nhau phát hành trái phiếu euro trung hạn như là một liên minh tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất của châu Âu và là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho các quỹ cứu trợ tài chính của khối, đã bác bỏ tất cả các đề nghị chia sẻ các khoản nợ công hoặc nợ mà ngân hàng phải trả, nói rằng những biện pháp này là sai lầm và phản tác dụng. Khi ông Peter Westerbacka đến thăm Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, vị giám đốc marketing của công ty Hivio là công ty Phần Lan sản xuất video game Angry Birds thấy một điều có thể làm tức giận các giám đốc điều hành khác, đó là hàng giả mạo Angry Birds ở khắp mọi nơi. Với danh tiếng của Trung Cộng là nơi đánh cắp sở hữu trí tuệ hàng đầu trên thế giới, thì điều này không phải là một bất ngờ. Mặc dù vậy, ông Westerbacka nói rằng ông cảm thấy khích lệ bởi tất cả các hàng giả mạo Angry Birds, từ những con thú nhồi bông cho đến các cover iPhone. Ông cho rằng khi có nhiều hàng giả mạo như vậy được bày bán, điều này có nghĩa là có một nhu cầu cao cho các mặt hàng Angry Birds trên thị trường Trung Quốc. Cách nhìn tích cực này đối với một vấn đề đã làm phật lòng các thương hiệu quốc tế trong nhiều thập niên và gây ra va chạm trong quan hệ của Trung Cộng với các chính phủ nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ, tạo nền tảng cho một phương pháp tiếp cận mới vào thị trường người tiêu dùng đang phát triển nhanh nhất thế giới. Trong khi nhiều công ty đưa ra chiến dịch tấn công chống lại hàng giả với vô số luật sư, thì công ty Hivio đưa ra một chiến lược hỗn hợp, một mặt sử dụng cây gậy pháp lý đối với một số kẻ cướp sở hữu trí tuệ, nhưng một mặt khác tìm cách hợp tác và mua lại ý tưởng của những người làm hàng giả mạo khác. Chiến lược sẽ thực thi và thành công hay không vẫn chưa có câu trả lời. Công ty Hojo đã đạt được 1 tỷ lượt tải về cho trò chơi cực kỳ phổ biến mang tên Angry Birds, trong đó những con chim hoạt hình được bắn ra từ chiếc ná về phía những con heo lấy trộm trứng của những con chim này. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Angry Birds sau Hoa Kỳ với 140 triệu lượt tải về. Công ty Hovio đang có kế hoạch mở một loạt các cửa hàng bán lẻ và các công viên giải trí Angry Birds tại Trung Quốc. Vào tháng tới, cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài sẽ được mở tại Thượng Hải. Ông Westerbacka cho biết công ty đang chuẩn bị cho khía cạnh cung cấp, bảo đảm các sản phẩm được cấp phép chính thức được bán ra tại thị trường Trung Quốc ngay từ các cửa hàng riêng của thương hiệu, tạo cho những người hâm mộ một kinh nghiệm đặc biệt khi mua hàng thật. Chấp nhận thực tế rằng Trung Quốc là nơi đánh cắp sở hữu trí tuệ hàng đầu trên thế giới là điều quan trọng. Sự nhiệt tình của Hojo đối với hàng giả của Trung Quốc đại diện cho một thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc mà thông thường dựa vào các luật sư và tòa án. Giám đốc Hovio tại Trung Quốc, ông Paul Chen, nói rằng công ty quan ngại về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình và kiện một số những người làm hàng giả mạo, đặc biệt là những người sản xuất những sản phẩm gây hại. Tuy nhiên, ông Chen nói thêm rằng họ có xu hướng muốn tìm cách để hợp tác với một số người này bởi vì họ đã thấy một số những người đã sử dụng sở hữu trí tuệ Angry Birds để tạo ra những sản phẩm rất đặc biệt có khả năng thu hút những người hâm mộ. Công ty Hovio cho biết đang tuyển dụng một số người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trở thành đối tác và thậm chí
cho họ quảng cáo miễn phí trên các ứng dụng Angry Birds. Công ty hiện cũng đang bán bong bóng Angry Birds chính thức sau khi ông Westerbacca nhìn thấy một bong bóng vi phạm bản quyền được bán tại Bắc Kinh hồi đầu năm nay và thích ý tưởng này. Chiến lược bán lẻ của Hoyu đi từ con số 0 đến khoảng 100 cửa hàng trong năm tới, bắt đầu tại Thượng Hải vào tháng tới, là một yếu tố khác trong chiến lược chống lại hàng giả của công ty. Các cửa hàng sẽ bán những sản phẩm độc quyền và những người mua hàng thật có thể mở khóa những phần thưởng trong trò chơi. Nhưng vấn đề chống hàng giả không đơn giản. Năm ngoái, các báo cáo cho biết nguyên một công viên giải trí Angry Birds với cả một cây ná khổng lồ đã được mở ra trong thành phố Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam, nằm ở phía nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty Hoyu vẫn không từ bỏ cách tiếp cận độc đáo của mình, cho biết không loại trừ một trường hợp sẽ hợp tác với những người ăn cắp bản quyền để xây dựng một công viên Angry Birds chính thức. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.